Ok, hôm nay mình có món nấu ăn cần hành. Bây giờ bốn thùng hành này mình sẽ thu hoạch một thùng hành cho coi nha. Thùng này thì hơi nhỏ nè, thùng này bự nè, thùng này cũng bự nè, mà thùng này là bự nhất nè. Sau khi mình dỡ hết một thùng nước vậy đó thì được bao nhiêu hành đây nè, đó bao nhiêu đây đó thì ăn được bao nhiêu, chắc cũng lâu lắm này, chắc cũng hơi sẽ khá nhiều. Nhóm gì đây là ở ngoài SCB nó bán từng nhóm mình chắc được 5 bó ngoài SCB á hay là Walmart gì đó. Thì lâu lâu mình ăn á, mình cần á thì mình lấy vô, lấy một lần cho hết vậy mình cắt mình trồng lại. Cắt đó thì ngắn vậy nè, không cắt cái rễ hết luôn để nó ra cái rễ mới, mỗi lần cắt vậy đó. Trồng 3-4 lần gì đó cái mình muốn mình bỏ ăn hết cái gốc luôn, mua cái mới trồng. Có ăn dài dài rất là thơm, rất là ngon.